Chào các bạn thân mến. Hôm nay chị em đi viếng chùa Thanh Quang, chùa Dòng các bạn, để dự lễ kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo. Và trên đường về Thuận Duyên, chị em ghé thăm chùa Hòa Nhơn, tỉnh xá Hòa Nhơn nha các bạn, mà người dân ở đây quen gọi là chùa Hòa Nhơn. Thì đây trước mặt chúng ta là tỉnh xá Hòa Nhơn, cái cổng tỉnh xá được làm lại. Và cái biển hiệu cũng được làm mới rất là đẹp ha. Và bây giờ mời các bạn vào thăm tỉnh xá Hòa Nhơn nha. Đó, cổng cũng được sơn mới lại các bạn. Thì hôm nay là mùng 8 tháng Chạp. Tỉnh xá Hòa Nhơn chuẩn bị trang trí lại chánh điện cũng như phía sau hậu đường. Thì cũng thuận duyên thôi các bạn, ở trên đường về thì ghé vào thăm chùa. Thì các bạn thấy những ngày cuối năm ở đâu cũng vậy, cũng đều tất bật dọn dẹp nhà cửa. Ở chùa cũng vậy các bạn, cũng dọn dẹp để trang trí lại, để chuẩn bị xuân về Tết đến, đón bà con Phật tử đến viếng chùa. Và mình cũng xin chia sẻ thêm với các bạn cũng như các Phật tử gần xa, thì tỉnh xá Hòa Nhơn của chúng ta đó, phía đằng sau là đang xây dựng lại, bởi vì một phần đất là nhà nước người ta cũng như là phân chia lại về cái diện tích đất của chùa đó. Nên bây giờ ở phía sau thì các bạn thấy lúc trước vào á, là cái nhà bếp và cái chỗ mình hay ngồi dùng cơm đó các bạn. Thì ngày nay là cắt cái phần đó lại bớt một khúc. Đó. Thì phía sau đó thì được biết là nửa sau này xây dựng khu thể dục thể thao hay là công viên gì của thị trấn Lấp Vò các bạn. Nên là... nên là chùa Hòa Nhơn đang sửa chữa xây dựng lại cái phần phía sau. Còn đây ở chánh điện thì các chị em Phật tử đang gói những phần quà Tết để cúng trên những bàn thờ Phật các bạn. Những cái giỏ quà rất là đẹp các bạn. Những hộp bánh, những lon nước ngọt, bánh mứt mà có thêm rất là nhiều các cái phụ kiện gắn vào. Các bạn thấy nhìn rất là đẹp, mang sắc xuân liền, không khí Tết liền ha các bạn. Thì sư thầy trụ trì cũng như là chị em Phật tử đang gói những cái phần quà Tết. Còn phía bên đây thì mình thấy cái mái che cũng được sửa mới lại nha các bạn. Nhưng mọi thứ thì chưa có hoàn chỉnh nên còn bề bộn ngổn ngang lắm. Đang trong thời kỳ là xây dựng lại, sửa sang lại, mọi thứ còn bề bộn lắm nha các bạn. Đó, thì mình giới thiệu chia sẻ với quý Phật tử như quý bà con mình để biết tịnh xá Hòa Nhơn của chúng ta đang trong cái thời kỳ xây dựng lại, xây dựng lớn luôn các bạn. Bởi vì phía sau này là cái phần đất phía sau này bây giờ nhà nước người ta lấy lại, quy hoạch lại nên là bị cắt mất hết cái phần phía sau các bạn. Thì trước đây các bạn có đến viếng chùa Hòa Nhơn thì các bạn cũng biết phía sau này là nhà bếp nè, rồi nhà ăn rộng lắm.
Bây giờ thì các bạn nhìn thấy mọi thứ còn đang xây dựng ha. Đó, phía đất phía sau này nhà nước người ta trưng dụng lại để người ta quy hoạch làm khu, làm công viên hay gì các bạn, hay là khu thể dục thể thao gì đó, cái dự án của huyện Lấp Vò các bạn đó. Và thấy cô Be móc đất lên rồi nè, cô Be móc đất lên làm cái bờ thành đó các bạn. Rồi chùa thì rào lưới B40 tạm thời ha, trụ đá rồi lưới B40 tạm thời để phân ranh giới phần đất của tỉnh xá cũng như là phần đất của nhà nước. Nó là khu thể dục thể thao hay là công viên của thị trấn Lấp Vò gì đó các bạn. Đây, các cô đang nấu cơm. Dạ, chào chị. Đang làm cơm trưa hả chị? Đó các bạn thấy không? Bây giờ là rất là bề bộn ngổn ngang luôn nha các bạn. Và từ đây tới Tết là cố gắng hoàn thành phía đằng trước để Phật tử đến viếng mừng xuân. Còn phía sau này, chị biết phía sau này từ đây Tết xong chưa hả chị? Chắc xong rồi. Xong ha. Không phải làm cho xong được. Dạ. Các bạn thấy khung tiền chế ha, đang trong cái thời kỳ là sửa chữa lại toàn bộ phía sau luôn các bạn ơi, toàn bộ luôn, hình như là toàn bộ. Nên là thời gian này rất là vất vả luôn, chùa rất là vất vả. Người quản lý cũng như các Phật tử làm công quả ở chùa rất là vất vả để tiếp với sư phụ di dời mọi thứ luôn. Rất là cần nhiều nhân lực, tài lực các bạn để cho tỉnh xá Ngọc Hòa của chúng ta trở nên hoàn chỉnh, là nơi tôn nghiêm để quý Phật tử đến cúng viếng, đặc biệt là xuân về Tết đến. Chùa cũng đang cố gắng làm cho thật nhanh để bà con Phật tử mình đến viếng đi lễ chùa vào dịp xuân có những cảnh trí đẹp để chụp hình, để quay phim. Đây, những sản phẩm từ những bàn tay khéo léo nha, rất là sáng tạo nha. Đây đã tạo nên những cái giỏ quà rất là đẹp, mang không khí mùa xuân dễ thương quá. Những lon nước ngọt, những hộp bánh nhưng mà kết hợp với những cái phụ kiện tạo nên những giỏ quà rất là đẹp các bạn, rất là dễ thương ha. Không khí rất là vui các bạn ơi. Chủ trì sư thầy cùng với Phật tử cùng nhau làm việc một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một mười hai giỏ quà. Rồi, dễ thương nha. Những chị Phật tại vì tháng mình còn giá chứ mà không có bán mà sao làm phép cái gì, nhìn là mình biết rồi, nhìn là làm được.
Giỏ quà này làm mấy ngày chị Linh? Bao nhiêu đây là một ngày bữa trước, nguyên ngày với ngày qua buổi chiều về đó chị dạ. Làm đó. Từ sáng giờ. Làm mấy giỏ hả cô? Cũng như 2 ngày. Ừ. 2 ngày mà mấy chục giỏ quà hai giờ. Chục giỏ rồi, 50 giỏ mà nói 20 rồi. Ừ. Ba mấy rồi, bên đây nữa nè em, bên đó. Bên đó 10 mấy rồi, ba mấy rồi. Ngày mai nữa là sau cũng 3 mấy giỏ rồi. Ba mấy giỏ quà rồi. Mai rồi. Tổng cộng là làm 50 giỏ hả chị? Dạ, với gói bánh tét. Ở trong là trang trí để có cái không khí Tết thì các bạn. Bánh tét. Bánh chưng. Bánh chưng với bánh tét. Ngọc, đâu đưa lên cho chị coi Ngọc. Ngọc. Cái này khỏi công bộ. Cái này khỏi nha. Quá chừng dễ thương. Rồi bánh tét nè, đó thấy không khí Tết mùa xuân ha các bạn. Cái ngày nay quảng cáo nha, ai mua giỏ quà tặng hai gò rồng Tết. Trời ơi, cái phụ kiện này mua ở đâu chị? Đẹp quá. Mua Cao Lãnh ha. Dạ. Yeah. Chị có gói nhà chị không? À trung tâm tới bữa chị có gói nhà chị không? Đẹp quá trời coi. Phụ kiện này mua ở Cao Lãnh thì các bạn quá trời đẹp luôn các bạn. Thầy thợ luôn. Quá trình giỏi luôn. Sao mà sáng tạo ra quá trình đẹp không biết. Làm cái đế hả chị? Đẹp quá. Đâu nghĩ ra được cái đế đẹp quá. Nè. Thiệt tình Tết là thấy thầy với Phật tử vất vả không? Để cho chúng ta có những cái khung cảnh mùa xuân để mà mình chụp hình cho đẹp nè, quay phim cho đẹp nè. Đẹp ha. Nghĩ ra cái vật liệu để mà tạo nên sản phẩm này không vậy? Ý tưởng tuyệt vời thiệt chứ. Nhưng bấm hết sức mình, bấm hết sức lực. Chứ không biết là họ là không biết mua phụ kiện đâu đó nha Út. Cái những cái phụ kiện này nè phải biết chỗ mua. Biết chỗ mua được. Giấy von nè. Giấy von nè. Trời ơi. Cưng ghê chưa? Coi em bé làm ghê kìa. Đẹp quá. Cái này mình học hỏi về nhà làm được. Đẹp vô cùng luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong mùa xuân này. Những phần công việc này sẽ hoàn thành sau 2 ngày nữa. Khi các bạn đến viếng chùa sẽ được thưởng thức một không gian đẹp tràn ngập ý xuân. Tết nhớ đi lễ chùa nha các bạn.